tiên không quen. Ủa ai nói cho biết không quen đi. Mẹ con nói con quen chứ tiên. Mẹ này còn con cái gì mà quen thằng tiên ha. Dạ. Thôi cũng được, đó là cái điều mà vinh hạnh nhất là phục ở trong đường hòa của ta. Dạ. À, được tiên chiếu cố, giúp đỡ, làm cho cha đi không còn mê mùi nữa thằng. Dạ. Có cái đồ bảo à. Dạ. Bảo tiên nó không có cầm chân ở đây không? Dạ chú cha. Dạ. Dù nhắc ghế ra đi, bảo lên, bảo lên. Nhìn lên, nhìn ai cũng nhắc ghế. Suốt đời con là người nhắc ghế. Nhắc ghế. Thì ai ngồi? Dạ, cha nhắc ghế cha ngồi. Cha không có ngồi. Dạ. Con nhắc ghế là cha bình trọng để bác tiên cha mời bà tiên ngồi. Không, bà tiên nhắc ngồi được cha không? Gì? Sao bà tiên dám ngồi trước mặt cha được? Ủa sao lạ vậy? Con không hiểu. Ơn còn nghĩa của cha mà nó sao dám ngồi? Dạ, con không hiểu. Bà tiên là bà đứng không có chịu ngồi. Thôi, dẹp lại đi. Dạ. Chứ mà đã tiên lương, lão đây cao thì đức, chứng đức cao thì học, trình trọng nhất tăng hồi tiên lương. Ngồi. Dạ. Còn sanh ân nghĩa kia đạo các cốt kia xin nhận ta lại đền ơn đáp nghĩa. I
Vậy thì cha phải vậy không cha? À. Tại vì cha về mẹ mừng quá. Mình thử ra mẹ con nó nói lộn lời vậy thôi. À, nhiều con dạ, bình tĩnh đi. Bây giờ con bình tĩnh nghe cha hỏi nè. Dạ. Mà tiên này không phải là dâu phải không? Dạ, nó phải dâu. Trời, sao dâu không được? Không phải là dâu. Nó sao là dâu? Hay lắm, là gì là dạ. Mà tiên phải là dâu. À. Mà bả là vợ. Nghe kim nữ gái bài mọi đề đó ta lại
thật, nó hơn con nó với chồng vợ